Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay là 29 Tết rồi. Ở đây là nhà của gia đình cô Đích. Thì mọi cái đã chuẩn bị sẵn sàng, hoa mai nè, dưa và bông ngũ quả. Thì Tết tới nơi rồi. Tối đêm nay là đêm giao thừa, bước sang năm mới. Thì chúc cho tất cả cô chú chị mình được nhiều sức khỏe, bình an, bạn sự như ý. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong năm 2022, năm nhâm dần này. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Nick trong thời gian qua. Và mong rằng năm tới, năm mới sẽ có nhiều điều thú vị hơn đang chờ đón cho tất cả chúng ta, cho cả Nick và cho tất cả cô chú chị và các bạn nhé. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Về rồi, về sẽ hoa thắm tươi vui và lòng ta thấy yêu.